Chương 23 Dạp vũ Giáng sinh Bất chấp cả đống bài tập mà bọn học sinh năm thứ tư bị giao cho làm trong những ngày lễ, Harry không cảm thấy hứng thú làm bài chút nào khi học kỳ kết thúc. Nó dành cả tuần lễ trước ngày lễ Giáng sinh để mặc sức vui chơi thoải mái với những người khác. Tháp Grinfindor trong suốt học kỳ chưa bao giờ đông đúc như bây giờ. Đã vậy còn có vẻ như hơi bị co lại, khi cư dân trong đó quá om sòm lộn xộn hơn mọi thường. Fred và George đã trúng minh lớn với món hàng hoàng yến của tụi nó. Và trong vòng hai ngày đầu của kỳ nghỉ, chỗ nào trong lâu đài cũng thấy thiên hạ nổ ra thành chim. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tất cả dân Greenfinder đều đã học được cách nghiên cứu thức ăn do người khác mời một cách rất ư kỹ lưỡng. Để coi có kem yến giấu ở chính giữa bánh không. George giải bày tâm sự riêng với Harry rằng nó và Fred đang thực hiện một việc nhằm phát triển cái gì đó, Harry ghi nhớ trong đầu là trong tương lai đừng bao giờ chấp nhận nhiều quá nhiều những trò giòn giả đó của Fred và George. Nắp dẫn chưa quên vụ Dudley và kẹo phù lưỡi. Giờ đây tuyết đã rơi dày trên mái tòa lâu đài và trên mặt đất. Những tòa nhà di động của đoàn Popatun màu xanh lơ nhợt nhạt trông giống như một trái bí rợ khổng lồ lạnh giá và đóng băng. Nằm kế bên một ngôi nhà giống như làm bằng bánh có trái kem là căn tròi của lão Harry. Trong lúc đó thì những ô cửa sổ ở mạng tàu của con tàu Demstrand cũng nhòe đi vì băng và cột buồm thì trắng xóa sương giá. Bọn gia tinh ở dưới nhà bếp cô hết sức làm giỏi hơn bao giờ hết với hàng loạt món thịt hầm nóng hổi béo bùi và những cái bánh có nhân thơm ngon vô cùng. Và dường như chỉ có Fleur Delacour là có thể kiếm ra được điều gì đó để phàn nàn. Một buổi tối khi tụi Harry rời đại sảnh đường, đi sau lưng Fleur, tụi nó nghe cô ta cầu nhau béo quá, tất cả những sứ đồ ăn Hogwarts này, tôi sẽ chẳng còn mặc giáo do hội của tôi nữa. Ron lẫn lẫn lúc lúc đằng sau Harry, hiển nhiên là để khỏi bị Fleur ngó thấy. Khi Fleur đi ra tiền sảnh, Harmony sẵn giọng. Úi, một bi kịch, chị ả nghĩ về bản thân nhiều quá đúng không? Ron hỏi, harmonia à, bồ sẽ đi dự và dỗ với ai vậy? Ron cứ lại nhại câu hỏi đó với Harmony, Hy vọng là nhảy bổ vô câu hỏi đó vào lúc Harmony ít đề phòng nhất thì có thể moi ra được câu trả lời. Nhưng mà Harmony chỉ câu mày nói. Mình không nói cho bồ biết đâu, bồ chỉ giỏi đem mình ra làm trò cười thôi. Manfoy đi đằng sau lưng tụi nó xếp vô. Mày nói giỡn hả Wesley? mày đừng có nói với tao là có kẻ nào đó lại đi mời cái thứ đó dự giả vũ chứ. Chắc không phải một tên mất cô hàm dẫu hả? Cả Harry và Ron cùng quay ngoắt lại, lao vào Manfoy, nhưng Hermione đã nói to, gãy tay chào người nào đó đứng đằng sau lưng Manfoy. Thưa giáo sư Moody ạ. À. Mặt mày Manfoy thất sắc và nói nhảy thú lưu ngay, giáo giác nhìn quanh coi giáo sư Moody ở đâu. Ông vẫn còn ngồi tuốt ở bàn giáo sư đang ăn món thịt hầm. Hermione nói giọng gay gắt. Trò cũng quán đích trộm hương lên sao Manfoy? Cả ba đứa vừa tiếp tục đi lên cầu thang cẩm thạch vừa cười khoái trá. Ron liếc vào Hermione đi bên cạnh bỗng nhiên nghiêm trang. Harmony, răng của bồ. Harmony hỏi, răng của mình thì sao? Ờ, chúng hơi khác, mình chỉ mới để ý. Dĩ nhiên là răng mình khác đi, chẳng lẽ mấy bồ cho là mình nên giữ nguyên mấy cái răng nanh mà Monfort đã ếm mình hả? Không, ý mình nói là chúng khác so với trước, cả khi thằng đó ếm bồ, chúng ngay ngắn và kích thước bình thường. Bỗng nhiên Harmony mỉm cười tinh nghịch và Harry cũng nhận ra đó là một nụ cười khác với nụ cười mà nó nhớ trước đây. Harmony nói, À, khi mình đến chỗ bà Bonfrey để bà thu cho mấy cái răng của mình nhỏ lại, bà dơ một cái kiến trước mặt mình và bảo, khi nào mấy cái răng trở lại hình dạng bình thường thì nói bà ngừng lại. Vậy là mình chỉ cần để cho bà ấy làm hơi quá một chút. Harmony lại mỉm cười, một nụ cười rộng hơn, nói tiếp, bà má mình sẽ không vui chút nào đâu, Bao lâu nay mình cứ năn nỉ ba má cho mình thu nhỏ lại mấy cái răng, nhưng mà ba má cứ muốn cho mình đeo mấy cái móc chỉnh răng. Mấy bộ biết đó, ba má mình là nha sĩ mà, họ nghĩ đơn giản là răng với pháp thuật thì... Ngó kia, Pete Wichin đã về. Con cú nhỏ xíu của Ron đang kêu ríu rít như điên trên lan can phủ đầy băng tuyết, chân nó buộc một cuộn giấy da. Những người đi ngang qua nó đều chỉ trỏ và cười nhạo, thậm chí có một nhóm nữ sinh năm thứ ba dừng lại và nói Ôi nhìn con cú tí hon kìa, nó dễ thương ghê chưa? Ron vội vã trèo lên cầu thang để tóm lấy con cú, nó rít lên. Đồ ngốc ơi, mày đem thư giao tận địa chỉ chứ không được quẩn quanh đó đây mà khoe mẽ. Con Big Vision rút lên một cách vui sướng, đầu nó thò ra khỏi nắm tay của Ron. Bọn nữ sinh năm thứ ba thấy vậy có vẻ kinh hãi lắm. Ron dùng vậy nắm tay đang nắm con Big Vision và nạt tụi con gái tò mò. Đi chỗ khác chơi, con cú tí hòn lao chút vào không trung và rút lên nghe còn vui mừng phấn khởi hơn trước. Khi bọn con gái đã kéo nhau đi với vẻ bị xúc phạm ghê gớm, Ron nói với giọng thật to, đây, cầm lấy, Harry. Nó kéo cây lá thư hồi âm của chú Sirius cột bên chân con cú ra và Harry nhét đưa túi áo. Cả ba đứa vội vã quay trở về tháp Gryffindor để đọc. Mọi người trong phòng sinh hoạt chung đều quá ư bận rộn với chuyện xã hơi ngày lễ, nên chẳng hơi đâu mà để ý coi người khác làm gì. Harry, Ron và Hermione ngồi bên cạnh một cửa sổ tối đen đang dần dần ngập đầy tuyết, tách ra khỏi hẳn những người khác trong phòng, và Harry đọc lá thư. Harry yêu quý, chúc mừng con đã vượt qua được con đuôi gai. Kẻ nào đó đã bỏ tên con vào cốc lửa chắc chắn là không thể nào hí hửng vào lúc này được. Chú đã định dạy con câu thần chú, nguyên diêm kích mạc, bởi vì con mắt là điểm yếu nhất của rồng. Harmony thì thầm, đó là điều mà Crum đã làm. Nhưng cách mà con đã làm còn tốt hơn rất là ấn tượng. Dù vậy cũng đừng tự mãn từ phụ Heria, con chỉ mới làm được có một bài thi. Kẻ nào đã bỏ tên con vô cốc lửa còn rất nhiều cơ hội nếu họ cố ý hại con. Hãy mở to đôi mắt cảnh giác, đặc biệt là khi kẻ mà chúng ta đã nói tới còn quẩn quanh gần con. Và con hãy tập trung vào việc giữ gìn sao cho con đừng dính vô vụ rắc rối nào hết. Giữ liên lạc nghe con, chú vẫn còn rất muốn được biết về những chuyện bất bình thường. Chú Sirius. Harry đút bức thư trở vô túi áo lặng lẽ nói. Chú ấy sao mà giống hệt giáo sư Moody, cứ đề cao cảnh giác thường xuyên, như thể mình đi loanh quanh với mắt nhắm tích để rồi đâm đầu vô tường không bằng. Harmony nói. Nhưng mà chú Sirius đúng đó Harry, bồ còn phải làm thêm hai bài thi nữa. Bồ thiệt tình là nên ngó vô cái trứng đó, bồ biết mà, và bồ nên bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của nó. Ron ngắt lời, Harmony à, Harry còn cả đống thì giờ mà. Ê, Harry, đi chơi đánh cờ không? Harry nói, ừ, chơi. Nhận ra cái nhìn không tán thành trên gương mặt của Harmony, Harry nói, Thôi mà Harmony, làm sao mình có thể tập trung trong khi chung quanh ồn ào như vậy? mình sẽ không thể nào nghe được cái trứng giữa đám náo nhiệt này. Harmony thở dài. Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Cô bé ngồi xuống nhìn hai đứa bạn chơi cờ, Gián cờ lên tới cực điểm căng thẳng khi Ron chiếu tướng, làm liên lụy đến hai con tốt dũng cảm và một quân giám mục hùng hăng. Vào ngày Giáng sinh, Harry thức giấc rất đột ngột. Nó mở mắt ra, thắc mắc cái gì đã khiến nó bỗng nhiên tỉnh giấc như vậy thì thấy cái gì đó có đôi mắt to tròn lồ lộ, màu xanh lá cây đang chăm chú nhìn nó đăm đăm trong bóng tối nhìn sát đến nỗi mũi của hắn gần đụng mũi của harry dobby harry thét lên bò trương ra khỏi con yêu lùng nhanh đến nỗi nó suýt rớt khỏi giường đừng có làm vậy dobby kêu lên the thé để lo lắng thưa cậu dobby xin lỗi nó nhảy lui mấy ngón tay dài sọc của nó bầm miệng Thưa cậu, Dobby chỉ muốn cầu chúc Harry Potter một Giáng sinh hạnh phúc và mang tặng cậu một món quà. Harry Potter đã nói là Dobby có thể thỉnh thoảng đến thăm cậu ma, thưa cậu. Harry vẫn còn thở gấp hơn bình thường, trong khi trái tim nó đang điều hòa lại nhịp đập. Được rồi Dobby, chỉ cần sau này đừng đâm chọc mình hay làm chuyện tương tự thì không sao hết, đừng có chồm lên người mình như vậy. Harry kéo tấm màn chung quanh giường của nó ra, lấy cặp mắt kiến để trên bàn bên cạnh đeo vào. Tiếng thét của Harry đã đánh thức cả đám Ron, Dean, Simus và Neville. Tất cả đều thò đầu ra khỏi kẻ hở giữa những tấm màn treo quanh giường tụi nó. Đứa nào cũng tóc tai bù xù, mắt nhắm, mắt mở. Simus hỏi giọng ngái ngủ. Có kẻ tấn công bồ hả Harry? Harry lầu bầu. Không, chỉ là Dobby thôi, ngủ lại đi nhưng Simus đã nhìn thấy đống quà nằm ngay dưới chân giường của nó, bèn la lớn. Không, qua kia! Ron, Dean và Neville cũng quyết định là bây giờ tụi nó tỉnh ngủ hẳn ra rồi, tụi nó bắt đầu mở quà ra thôi. Harry quay lại với Dobby. Lúc này con yêu lùng đang phập phồng đứng bên cạnh giường Harry, tỏ ra lo lắng như thể nó vừa làm cho Harry nổi giận. Trên chóp của cái ấm ủ trà mà Dobby đội có cài một cái nơ lòe loẹt. Dobby nói với giọng eo é, nghe hết sức căng thẳng. Dobby có thể tặng quà cho Harry Potter không? Harry nói, dĩ nhiên là có thể. Ờ, tôi cũng có cái này tặng bạn nè. Nói vậy chỉ là nói dốc thôi. Harry chưa mua cái gì cho Dobby hết, nhưng nó cũng nhanh nhẩu mở cái rương ra và kéo ra một nùi vớ cột cút nhau thành chùm. Đó là những cái vớ cũ nhất của Harry, xấu nhất, màu vàng mù tạc và có thời đã thuộc về dựng Vernon. Lý do mà chúng bị cục cúc thành chùm như vậy là vì Harry thường dùng chúng để làm dẻ bọc cái ống kính mắt lẻo của nó gần cả năm nay. Harry lấy cái ống kính mắt lẻo ra và đưa đùm vớ cũ cho Dobby. Xin lỗi, tôi quên gói nó lại. Nhưng Dobby reo lên mừng rỡ. Giớ là thứ trang phục mà Dobby rất khoái, khoái nhất đó, thưa cậu. Con yêu lùng lập tức lột ngay vớ của nó ra và trong mấy cái vớ của dựng Vernon vào chân. Thưa cậu, bây giờ Dobby đã có bảy đôi, nhưng thưa cậu... Hai con mắt to cổ của Dobby mở ra thao láo, nó đã kéo lên hết chiều dài của cái vớ, khiến mép vớ đã lên tới sát lai quần sọc của nó. Thưa cậu Harry Potter, họ bị nhầm lẫn ở tiệm rồi. Thưa cậu, họ đưa cho cậu hai chiếc giống hệt nhau. Ron ngồi trên giường mình nha răng cười với nó. Ôi Harry, tại sao bồ lại không nhận ra chứ? chung quanh Ron đầy những gói quà vừa được tháo ra và bày bừa bộn. Dobby nè, nói cho bồ biết cái này, đây, phần của bồ, bồ cứ lấy hai cái này và bồ cứ trộn lẫn chúng với nhau cho hợp, còn đây là cái áo len của bồ. Ron thảy cho Dobby một đôi giớ màu tím mà nó vừa tháo ở dưới gói quà ra và cả cái áo len do bà Weasley đang tay và gửi cho cậu con trai Úc. Dobby mừng quá sức tưởng tượng. Nước mắt Dobby lại trào ra khóe mắt nó cúi mình thật thấp để tạ ơn ron và thét lên the thé thưa cậu cậu tự tế quá dobby biết là cậu thế nào cũng trở thành một pháp sư vĩ đại bởi vì cậu là người bạn vĩ đại nhất của harry potter nhưng dobby đã không già cậu còn có một tâm hồn vĩ đại hào phóng vị tha ron thấy hai tay nó hơi bị nóng đỏ lên mặc dù nó cũng thấy sướng thiệt nó nói chỉ là mấy chiếc vớ thôi mà dobby có đáng gì ôi harry Ron vừa mở tới món quà của Harry tặng nó, một cái nón của cổ động viên đội Charlie Cannon. Ron đội ngay nó lên đầu, mớ tóc đỏ bù xù của nó có vẻ bất mãn về cái nón lắm. Ron thốt lên, tuyết. Bây giờ Dobby mới đưa cho Harry một cái gói nhỏ, mở gói ra thì thấy, dớ. Con yêu lùng sung sướng nói, thưa cậu, Dobby tự làm ra để tặng cậu đó, Dobby đã tự mua len bằng đồng lương của mình đó, thưa cậu chiếc vớ trái màu đỏ chót và có hình cái chổi trên vớ còn chiếc vớ phải thì màu xanh lá cây và có mẫu hình trái banh vàng snitch harry nói chúng chúng thiệt lạ cảm ơn dobby nhiều lắm nha harry mang hai chiếc vớ đó vô chân khiến cho mắt của con yêu lùng lại ràn rụa niềm hạnh phúc thưa cậu dobby phải đi ngay bây giờ đây chúng tôi đang chuẩn bị bữa tiệc giáng sinh trong nhà bếp Dobby nói xong thì vội vã đi ra khỏi phòng ngủ của tụi con trai, tay vẫy chào Ron và những đứa con trai khác khi đi ngang tụi nó. Những món quà khác khiến Harry hài lòng hơn hai chiếc vớ của Dobby. Dĩ nhiên là loại trường món quà của nhà Dursley vốn thường chỉ có một chiếc khăn giấy và luôn luôn là món quà tồi tệ nhất. Harry chắc là họ vẫn còn nhớ tới món kẹo phù lưỡi hồi mùa hè. Harmony tặng cho Harry một cuốn sách có tựa là những đội Quidditch của anh và Ái Nhĩ Lan. Ron thì tặng cho nó một bao đầy nhóc bom phân. Chú Sirius thì tặng một con dao nhíp có kèm theo các thứ linh tinh có thể mở bất cứ khóa nào và tháo bất cứ nút thắt nào. Và lão Harry thì tặng Harry một hộp kẹo bự chẳng, trong đó có cả cái thứ kẹo mà Harry thích nhất, kẹo đủ mùi vị của hiệu Bertie Bott, sô-cô-la ít nhái, kẹo thổi xịn nhất của hiệu Robo và kẹo ong xì xèo. Và dĩ nhiên cũng có một gói quà quen thuộc của bà Weasley, trong đó có một cái áo len, màu xanh với hình con rồng theo trên áo. Harry đoán là anh Charlie đã kể cho bà Weasley nghe tất cả mọi chuyện về con rồng đuôi gai. Và một đống bánh nhân thịt băm cây nhà lá vườn của bà Weasley. Harry và Ron gặp Harmony ở trong phòng sinh hoạt chung và tụi nó cùng đi xuống đại sảnh đường để ăn điểm tâm. Suốt buổi sáng đó tụi nó ở trong tháp Gryffindor. Ở đó mọi người cùng thưởng thức những món quà Giáng sinh rồi lại quay trở xuống đài sảnh đường để ăn một bữa trưa ê hề. Gồm có ít nhất 100 con gà Tây và bánh pudding Giáng sinh cùng hàng đống kích xù những dây pháo nổ phù thủy của hiệu Gripage. Sau bữa ăn trưa tụi nó đi ra sân chơi. Tuyết vẫn còn nguyên si ngoại trừ một cái rãnh sâu do các học sinh của trường Dumstrang Gia trường Bose bật tông dẫm đạp lên để đi tới tòa lâu đài. Harmony thích ngồi xem Harry và Ron chơi trò cầu tuyết hơn là tham gia trò chơi đó. Và đến 5 giờ chiều thì Harmony nói cô bé phải về phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi dạ vũ. Ron nhìn Harmony ngờ vực. Làm gì mà cần đến những 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị lẫn? Nó phải trả giá cho sự phân tán tâm trí vì sự tò mò đó bằng một trái cầu tuyết tổ chản bày thẳng vô mặt do George ném trúng vào đầu nó. Ron vẫn không chịu bỏ cuộc, gào giới theo Harmony. Bồ đi với ai hả Harmony? Nhưng Harmony chỉ giãy tay đáp lại rồi biến mất trên mấy bậc thềm đá dẫn lên tòa lâu đài. Hôm nay không có bữa tiệc trà Giáng sinh bởi vì buổi dạp vũ sẽ gồm cả bữa tiệc đêm. Cho nên vào khoảng 7 giờ tụi nó đã thấy khó mà tập trung quan trúng mục tiêu được nữa những đứa khác cũng đã bỏ cuộc chơi ném cầu tuyết để kéo nhau trở vô trong tòa lâu đài. Bà béo đang ngồi trong cái khung tranh với bà bạn Violet ở trong bức tranh dưới nhà lên thăm. Cả hai đều đã ngà ngà say, giỏ lon rượu sô-cô-la lăn lóc ngổn ngang dưới đáy khung tranh. Khi bọn học trò đọc mật khẩu, bà béo khúc kích cười và nhau mình tới trước để tụi nó chui qua lỗ. Ánh sáng thần tiên, đúng là mật khẩu đó. Harry, Ron, Simus, Dean và Neville thay lễ phục trong phòng ngủ nam sinh. Tất cả tụi nó đều có vẻ rất ý thức về bản thân. Tuy rằng Ron thì không hẳn là hài lòng lắm. Nó cứ đứng nghiên cứu nó trước tấm gương dài ở góc phòng với một vẻ mặt thất kinh hồn vía. Thiệt tình là cũng không có cách nào chứa bỏ sự thật là cái bộ lễ phục của Ron giống một cái áo đầm hơn bất cứ cái gì khác. Trong cố gắng tuyệt vọng làm cho bộ lễ phục có thêm tính đàn ông, Ron đã ém bùa đứng đắn lên mấy nếp tua ren đăng tan dình quanh áo. Cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì bây giờ Ron cũng thoát được mấy giải đăng tan. Mặc dù do Ron làm cái công việc sửa sang lễ phục không được khéo léo lắm, nên mấy đường lai vẫn còn có vẻ sần rách. Khi tụi con trai kéo nhau xuống cầu thang, Dean lầu bầu. Mình vẫn không thể nào hiểu được hai đứa bồ làm sao mà mời được hai cô nàng xinh nhất trong năm. Ron kéo sợi chỉ còn dứng trên bộ lễ phục của nó rầu rĩ nói bằng sự quyến rũ đầy thú tính. Phòng sinh vật chung trông rất lạ, đầy nhóc những người ăn mặc đủ màu sắc thay vì một đám học sinh mặc đồng phục đen thui như mọi khi. Bà Phật Tì đang đợi Harry ở ngay chân cầu thang. Trông cô bé ấy quả thật là xinh đẹp trong bộ giấy áo màu hồng, chói lọi với đôi biếm tóc đen dài, thắt dây vàng, điểm trang những dòng vàng lắc bạc mà cô nàng đeo ở cổ tay. Harry thở phào nhẹ nhõm khi thấy Parvati không cười khúc khích như điên giống như hôm nọ nữa. Nó lúng túng nói: "Bạn uh, trông xinh quá." Parvati nói: "Cảm ơn." Rồi cô bé nói với Ron: "Bạch ma sẽ gặp bạn ở tiền sảnh." Ron nhìn quanh nói: "Được." Thấy Harmony đâu không? Parvati nhún vai. Chúng ta đi xuống được chưa, Harry? Harry ước sao nó có thể ở lại phòng sinh hoạt chung thêm một chút nữa, nhưng nó đành nói, "Được." Fred nháy mắt với Harry khi nó đi ngang qua anh chàng này để đến cái lỗ chân dung. Tiền sảnh cũng đầy nhóc học sinh, tất cả đều nhẫn nha quanh quẩn chờ đến lúc 8 giờ, khi cánh cửa đại sảnh đường được mở ra. Những người có bạn nhảy là người khác ký túc xá thì đang đi len lỏi qua đám đông để tìm gặp nhau. Parvati kiếm được cô em gái của nó, Padma và dẫn của em đến gặp ron và harry pathma nói chào các anh trông pathma xinh đẹp không kém của chị chút nào trong bộ áo giấy màu ngọc lam tươi tắn tuy nhiên cô bé không có vẻ nhiệt tình lắm trong vài bạn nhảy của ron đôi mắt đen của cô bé cứ đảo xuống từ cái cổ áo lùi xùi đến cái tay áo lam nham của bộ lễ phục ron đằng mặt rồi lại ngước lên nhìn ron từ đầu tới chân ron thì không dám nhìn cô bé tới một cái chỉ ngó chăm chú đầu đó về phía đám đông, đáp lại. Chào em, thôi rồi. Ron hơi khủy gối xuống để nấp sau Harry, bởi vì Fleur de la Cour đang đi ngang qua tụi nó, trông lộng lẫy tuyệt vời, trong bộ da áo satin màu xám bạc. Tháp tùng bên cạnh là đội trưởng đội Wittich của nhà Ravenclaw, là Roger Davies. Khi hai người đó đi khuất rồi, Ron mới đứng thẳng lại và lại chăm chú nhìn qua đầu đám đông nó đặt ra câu hỏi một lần nữa. Có thấy Harmony ở đâu không? Một nhóm học sinh nhà Slytherin đang đi lên cầu thang từ phòng sinh hoạt chung của họ dưới tầng hầm. Manfoy dẫn đầu. Nó mặc một bộ lễ phục bằng nhung đen với cổ cao, khiến cho Harry nhận thấy nó trông giống như một mục sư. Pansy Parkinson trong bộ áo giấy xếp nếp màu hồng nhạt đang dịnh cánh tay Manfoy. Cả Grabber và Goy đều mặc lễ phục màu xanh lá, trong cả hai đứa y chang hai cục đá tảng phủ rêu. Và Harry vui mừng nhận thấy hai đứa nó chẳng kiếm được bạn nhảy nào hết. Cánh cửa chính bằng gỗ sồi mở ra và mọi người quay lại nhìn đoàn học sinh trường Dumstrang đi vào cùng giáo sư Kakarov. Dẫn đầu đoàn khách này là Krum, cặp kè một cô gái xinh đẹp mặc áo giấy xanh lơ mà Harry không quen biết. Nhìn qua phía trên đầu những học sinh Dumstrang đang tiến vào tiền sảnh, Harry có thể thấy bãi cỏ phía trước, bên phải lâu đài, đã được biến thành một kiểu hang đá tràn đầy ánh sáng thần tiên, nghĩa là hàng trăm nàng tiên thực sự đang ngồi trong những bụi hoa hồng, giờ mới được quá phép hiện ra ở đó. Các nàng tiên chấp giới vỗ cánh bay phía trên những bức tượng của cái gì đó giống như ông già Noel và cổ xe hưu của ông. Và rồi giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên. Xin mời các quán quân lên phía trên này. Pavati chỉnh lại chiếc vòng đeo tay của mình, nở nụ cười tươi tắn. Cô bé và Harry nói với Ron và Padma hẹn gặp lại sau nha. Đám đông đang rì rào tách ra để cho Harry và Parvati đi qua. Giáo sư McGonagall mặc một bộ áo giấy caro chéo màu đỏ và đã cài một vòng qua dại khá sâu xí quanh dành nón của bà. Bà bảo các quán quân và bạn nhảy hãy chơi bên ngoài cửa khi những người khác kéo vào bên trong đại sảnh đường khi tất cả học sinh đều đã ngồi đâu vô đấy các quán quân và bạn nhảy sẽ diễu hành vào đại sánh đường theo nghi lễ fleur Delacour la Cure và roger davis đứng gần cửa ra vào nhất davis có vẻ như quá choáng váng vì vận may được làm bạn nhảy của fleur đến nỗi anh chàng không làm sao rời mắt khỏi cô nàng quán quân được Cedric và joe thì đứng rất gần harry nơ ngó tránh ra chỗ khác để khỏi phải bắt chuyện với họ vì lúc đó mắt nó bắt gặp cô bé đứng bên cạnh Crum, Nó há hốc mồm ra. Cô bé đó chính là Harmony. Nhưng mà cô bé trông chẳng giống Harmony chút nào hết. Cô bé đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà ảo mã và dẫn sóng thành những nơi dòng rũ trên trán. Cô đang mặc một bộ áo giấy may bằng loại hàng gì đó, có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời và chẳng hiểu sao cô nàng cũng tự làm cho mình có vẻ khác lạ đi. Hay có lẽ chẳng qua là nhờ thiếu đống sách trên dưới hai chục cuốn mà cô bé thường giác trên lưng. Harmony cũng đang mỉm cười. Đúng là có hơi căng thẳng. Nhưng hàm răng được thu nhỏ vừa phải của cô bé quả thật là vô cùng đáng chú ý. Harry không thể hiểu được là tại sao lâu nay nó lại không để ý thấy điều đó. Harmony nói Chào Harry, chào Pavati, Pavati tròn mắt nhìn Harmony với một vẻ không tin được rất thật thà. Mà Pavati không phải là người duy nhất kinh ngạc đầy tháng phục như thế. Khi cánh cửa vào đại sảnh đường mở ra, câu lạc bộ người ái một groom từ trong thư viện rần rần đi ngang qua đều ném cho Harmony một cái nhìn đố kỵ sâu sắc. Pansy Parkinson há hốc mồm nhìn Harmony khi cô nàng cùng groom bước ngang qua và ngay cả Malfoy cũng không thể kiếm ra được cớ gì để xúc phạm Harmony nữa. Tuy nhiên, Ron đi thẳng qua mặt Harmony mà không thèm nhìn cô bé. Khi mọi người đã yên vị trong đại sảnh đường, giáo sư McGonagall bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo bà. Tất cả làm theo và đám đông trong đại sảnh đường vỗ tay quan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào và bắt đầu đi về phía cái bàn tròn to đặt ngay ở phía đầu của đại sảnh. Các vị giám khảo đang ngồi ở đó, những bức tường của đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, giấy hàng trăm dòng qua và bóng tròn trang trí dàn ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất, thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng 12 người và bàn nào cũng được thắp lồng đèn. Harry tập trung vô chân nó để khỏi bị đi nhanh quá trực nhịp. Pavati thì dường như rất mãn nguyện, Cô nàng tươi cười với mọi người chung quanh, lèo lái Harry một cách sinh động đến nỗi nó cảm thấy như thể nó là một con chó kiển mà cô nàng đang đưa ra chỗ trưng bày. Nó bắt gặp ánh mắt của Ron và Padma khi nó đi gần tới cái bàn đầu tiên. Ron đang nhìn Harmony bước đi ngang qua nó với đôi mắt nheo lại. Bạc tỏ vẻ hờn dỗi thấy rõ. Khi các quán quân đến gần cái bàn đầu tiên, cụ Dumbledore tươi cười hớn hở nhưng ông Kakarov thì đeo cái vẻ mặt đáng chú ý, y chang vẻ mặt của Ron khi ông nhìn theo cặp Crum và Harmony đi đến gần. Đêm nay, ông Lodo Bachman mặc lễ phục màu tía rực rỡ, có đến những ngôi sao vàng to tướng, và ông vỗ tay nhiệt liệt như bất cứ học sinh nào. Và ba Maxim đã thay đổi bộ đồ đồng phục thường ngày bằng satan đen, thành một tấm áo dài thước tha bằng lụa màu hoa quả oải hương. Bà cũng vỗ tay chào đón các quán quân một cách lịch sự. Nhưng Harry chợt nhận thấy ông Grudge không có mặt trong số các vị giám khảo. Ngồi ở cái ghế thứ năm trên bàn giám khảo giờ đây là Percy Wesley. Khi các quán quân và bạn nhảy đi tới bàn, Percy kéo một cái ghế trống bên cạnh anh và nhìn Harry chầm chầm. Harry hiểu được ẩn ý của Percy và ngồi xuống bên cạnh anh. Hôm nay Percy mặc một bộ lễ phục mới toanh một xanh nước biển, và biểu lộ một vẻ tự mãn mà Harry nghĩ là cũng đáng thôi. Trước khi Harry kịp hỏi thì Percy đã mở miệng nói Anh vừa được thăng chức. Căn cứ vào giọng của Percy thì rất có thể anh sắp tuyên bố trúng cử chức thống lĩnh tối cao của vũ trụ. Bây giờ anh là trợ lý riêng của ông Roche và anh đại diện cho ông ấy ở đây. Harry không trông mong được thuyết giảng về đáy bạc trong suốt bữa ăn tối. Nó hỏi, Tại sao ông ấy không đến? Anh rất ấy nấy khi phải nói rằng ông Grosch không được khỏe lắm, không được an khang. Từ trận cúp thế giới đến nay ông không được khỏe, cũng không đáng ngạc nhiên. Ông làm việc quá sức mà. Bây giờ ông ấy chẳng còn trẻ như xưa nữa, mặc dù vẫn thông tuệ, dĩ nhiên, đầu óc của ông vẫn vĩ đại như xưa nay. Nhưng mà cúp thế giới quả là một thất bại đối với toàn bộ bộ pháp thuật, và rồi ông Grosch lại chịu đựng thêm một cú sốc cá nhân về cách cư xử tệ hại của con gia tinh của ông ấy. Tên Blinky hay kêu là gì đó. Đương nhiên là ông đã đuổi ngay con gia tinh đó. Nhưng mà... Ừ, như anh nói ấy, ông phải sống và làm việc. Ông cần được chăm sóc. Và anh nghĩ là ông rơi vào một sự hụt hẫng nhất định trong cuộc sống ở tư gia. Thiếu hẳn sự thoải mái và niềm an ủi từ khi con gia tinh ấy ra đi. Và rồi chúng ta lại phải tổ chức cuộc thi đấu tam pháp thuật trong khi phải tiếp tục giải quyết những hệ lụy của trận cúp thế giới, nó khơi lên vụ bạo phụ thủy sikiter Sisel khắp nơi. Thiệt là tội nghiệp ông ấy. Ông đáng được hưởng một Giáng sinh an lành. Anh rất mừng là ông biết rằng ông có người có thể trông cậy để thay thế vị trí của ông ấy. Harry muốn hỏi gây gớm là ông watch đã thôi gọi Percy là Wetherby chưa, nhưng nó ráng nhịn. Trên mấy cái dịp vàng lóng lánh vẫn chưa có đồ ăn, nhưng có một cái thực đơn nho nhỏ được đặt trước mặt mỗi người. Harry ngập ngừng cầm cái thực đơn trước mặt nó lên và nhìn quanh. Chẳng có bồi bàn nào cả. Tuy nhiên, cụ Dumbledore cẩn thận ngó xuống cái thực đơn của cụ, rồi nói rất rõ ràng về cái dĩa của cụ. Thịt cốt lết. Thịt cốt lết lập tức hiện ra. Hiểu cách thức rồi, những người khác ngồi bên bàn cũng kêu muốn ăn từ cái dĩa trước mặt họ. Harry liếc mắt nhìn lên Hermione để xem cô bé cảm thấy thế nào về nghi lễ ăn tối mới mẻ và phức tạp này. Dĩ nhiên cách này sẽ đẻ ra thêm lắm nhiệt vụ cho bọn gia tinh làm. Nhưng một lần nữa, Hermione dường như chẳng nghĩ ngợi gì đến mặt trận giải phóng gia tinh cả. Cô nàng đang say sưa trò chuyện với Victor Crum và dường như không để ý là mình đang ăn món gì nữa là. Bỗng nhiên, Harry chợt nhận ra là trước đây nó chưa từng thực sự nghe Crum nói năng gì. Nhưng bây giờ thì chắc chắn là anh ta đang nói chuyện và nói chuyện một cách hào hứng nữa là đằng khác. Dân, chúng tôi cũng có một lâu đài, tôi nghĩ là không được to như thế này, cũng không được tiện nghi như thế này. Anh ta đang nói với Harmony. Chúng tôi chỉ có bốn tầng và lò sưởi chỉ được đốt lên vì mục đích pháp thuật mà thôi, nhưng chúng tôi có sân rộng hơn sân ở đây. Mặc dù vào mùa đông chúng tôi có ít ngày nắng lắm, nên chúng tôi cũng không vui chơi nhiều trong sân, nhưng vào mùa hè thì chúng tôi bay mỗi ngày, bay qua hồ, bay qua núi. Cha cha, Victor! Ông Kakarov lên tiếng cười mà đôi mắt vẫn lạnh lùng. Đừng có nói, ra hết mọi thứ, kẻo mà của bạn duyên dáng của cậu sẽ biết chính xác nơi để tìm thấy chúng ta đấy. Cụ Dumbledore mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Ông Igor à, giữ rịch bí mật như thế sẽ khiến cho người ta tưởng rằng ông chẳng muốn có khách khứa đến thăm. Ông Kakarot, nhè hết cỡ mấy cái răng gằn khè nói. Dạ, yeah, cụ Dumbledore à, tất cả chúng ta đều cần bảo vệ lãnh thổ riêng tư của mình đúng không nào? Chẳng phải chúng ta có bổn phận canh giữ một cách đố kỵ những lâu đài trí thức được giao phó cho chúng ta đó sao? Chẳng phải chúng ta có quyền tự hào là chỉ có chúng ta là biết được các bí mật của trường minh và có quyền bảo vệ những bí mật đó sao? Cụ Dumbledore nói một cách thân thiện. Ôi, tôi chẳng bao giờ mơ đến việc biết hết những bí mật của Hogwarts, ông Igor à. Thí dụ như trong buổi sáng nay, tôi đi vô nhà tắm, nhưng lại quèo nhầm hướng và nhận thấy mình lạc vô một căn phòng cân xứng một cách xinh xắn mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Căn phòng ấy chứa một bộ sưu tập những cái bồ thiệt là vĩ đại. Khi tôi trở lại để xem xét kỹ hơn, thì tôi phát hiện ra căn phòng đó đã biến mất rồi. Nhưng tôi vẫn đem mắt tìm kiếm nó. Có lẽ cách duy nhất đến được căn phòng đó là vào lúc 5 giờ 30 sáng, hoặc có thể chỉ đến được nơi đó khi trăng khuyết một phần tư, hoặc khi người tìm kiếm đang cực kỳ mắc tiểu. Harry sặc vô trong đĩa goulash của nó. Percy câu mày, nhưng Harry có thể thề là cụ Dumbledore đã nháy mắt với nó một cái rất tình vi. Trong lúc đó, Fleur Delacour la Cure bình phẩm cách trang trí Hogwarts với Roger Davies. Cô nàng nhìn quanh những bức tường nhấp nháy của đại sảnh đường, nói một cách thô lỗ mấy thứ này chẳng đáng kể ở lâu đài pupatun tụi này có những khối tượng băng đặt khắp nơi trong phòng ăn tối vào đêm giáng sinh dĩ nhiên là chúng không bị tan ra trông chúng giống như những pho tượng kim cương khổng lồ lấp lánh chiếu sáng xung quanh còn đồ ăn thì toàn cao lương mỹ vị và chúng tôi có cả một dàn đồng ca của các nữ thần rưng để đàn hát giúp vui khi chúng tôi ăn uống chúng tôi không đặt những bộ giáp sắc sushi ấy khắp nơi như ở đây và nếu có một con yêu tinh nào mà dám bén mạng đến lâu đài Popatun, thì lập tức sẽ bị đuổi phức ngay. Roger Davies say sưa lắng nghe Fleur de la cua với nét mặt đờ đẫn và nó cứ đưa nhầm nĩa lên miệng. Harry có cảm tưởng là Davies quá bận ngắm nghĩa Fleur đến nỗi xỉa lời của cô nàng vô miệng mà nuốt, chứ không phải xỉa đồ ăn cho vô miệng mà nhai. Davis vỗ bàn tay xuống bàn với một bộ điệu, nhái theo Fleur anh ta nói nhanh. Hoàn toàn chính xác, đuổi phức đúng. Harry nhìn quanh đại sảnh đường, lão Harris ngồi bên một trong những cái bàn dành cho các giáo viên. Lão đã mặc lại bộ đồ nâu lông lá và đang ngóng nhìn lên phía cái bàn đầu. Harry thấy lão nhẹ vẫy tay ra hiệu, nó bàn nhìn quanh và thấy bà Maxim đáp lễ. Những viên ngọc mắt mèo trên những ngón tay của bà lóng lánh trong ánh nến. Harmony giờ đây đang dạy Crum đọc tên cô bé cho đúng, vì anh cứ gọi miết cô bé là Hermione. Harmony nói từng chữ một. Herm, my only. Herm, nói, chợt bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Harry, gần đúng rồi. Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức, cụ Dumbledore đứng dậy và yêu cầu học sinh làm theo cụ. Và rồi với một cái vẻ đồ phép, cụ khiến cho tất cả những cái bàn bay lui về dọc theo các bức tường, chưa lại sang đại sảnh đường trống trải. Và rồi cụ phù phép cho quá ra một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải của đại sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn guitar, một cây sáo, một cây đại hồ cầm và một số kèn túi. Ban nhạc quái tỉ muội đang kéo cả đoàn đi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt vang dội các quái tỉ muội đều tóc tai bờm sờm và mặc toàn những tấm áo chùng đen được xé cho te tua một cách nghệ thuật. Họ cầm nhạc cụ lên và Harry vì quá say mê ngắm các quái tỉ muội nên suýt nữa quên mất tiếp mục tiếp theo ngay khi đó. Nó bỗng nhận thấy các lồng đèn thắp lên trên các bàn từ đầu bữa tiệc đến giờ bỗng nhiên tắt ngóm và các quán quân khác cùng bạn nhảy của họ đều đứng lên. Bà Phò ti thì thào. Đi nào, tụi mình phải mở đầu đêm dạ vũ. Harry dẫm cả lên lễ phục của nó khi đứng lên. Ban nhạc quái tỉ muội bắt đầu chơi một giai điệu chầm rì rầu rĩ. Harry đi tới sàn nhảy được chiếu sáng, cẩn thận tránh nhìn vào ánh mắt bất cứ người nào. Nhưng vẫn có thể thấy Simus và Dean đang ngoắc ngoắc nó và cười hinh hít. Và chỉ trong tích tắc sau đó, Fatty tóm lấy hai tay của Harry, đặt một tay của nó lên eo của cô nàng, còn tay kia thì bị tay cô nàng nắm chặt. Kể ra cũng không đến nỗi tồi tệ như tình huống tồi tệ nhất mà nó có thể tưởng tượng ra. Chỉ cần chậm chạp, xoay lòng vòng quanh một chỗ, theo điều khiển của Bavati. Nó cứ trận mắt nhìn qua đầu những người đang đứng xem. Và chẳng mấy chốc, nhiều người trong đám đó cũng dắt nhau ra sàn nhảy, khiến cho các quán quân không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. Neville và Ginny đang khiêu vũ gần Harry. Nó có thể thấy Ginny thường xuyên nhăn mặt khi Neville đạp lên chân cô bé và cụ Dumbledore thì đang nhảy với bà Maxim. So với bà Maxim thì cụ trông như một chú lùng. Cái chóp của chiếc nón đỉnh nhọn mà cụ đội cũng chỉ với tới cầm của bà Maxim mà thôi. Tuy nhiên với thân hình đồ sộ như thế, bà Maxim dẫn đi những bước lạ lướt hết sức duyên dáng. Thầy Moody mắt điên thì cực kỳ lóng ngóng nhảy theo nhịp 24 với giáo sư Sinistra. Bà giáo này lo lắng né tránh cái chân gỗ của ông giáo. Khi di chuyển ngang qua chỗ Harry, thầy Moody chiếu con mắt phép của thầy vô bộ lễ phục mà Harry đang mặc gầm gừ. Vợ đẹp quá hén, Potter. Harry nhe răng cười. Dạ, Dobby cựu gia tinh tự đang để làm quà Giáng sinh cho con đó. Khi ông Moody xoay bước nhảy ra chỗ khác, Pavarty nói nhỏ. Ổng gớm quá, mình không nghĩ là con mắt đó lại được phép nhìn. Harry nghe điều nhạc lấy cuối cùng của những cây càng túi vang lên mà thở phào nhẹ nhõm các quái tỉ muội đã ngừng chơi tiếng vỗ tay vang dội khắp đại sảnh đường một lần nữa và harry buông bavati ra ngay tụi mình ngồi xuống nha ờ nhưng bản nhạc này hay lắm bavati nói khi ban quái tỉ muội lại cầm nhạc cụ lên biểu diễn tiếp một bài hát mới nhịp điệu nhanh hơn một tí không tôi không thích bài này harry nói dối và dắt bavati ra khỏi sàn nhảy đi ngang qua fred và angelina hai người ấy đang nhảy tưng bừng say sưa đến nỗi người chung quanh đều lùi lại vì sợ hai đứa nó vừa trúng mà bị thương harry dắt Parvati đi thẳng tới chỗ ron và pac ngồi harry ngồi xuống quây một chai biber và hỏi ron làm ăn ra sao ron không trả lời nó đang trừng trừng nhìn Harmony và crum đang khiêu vũ gần đó pac ma thì ngồi khoanh tay tréo chân lại một bàn chân đánh nhịp theo điệu nhạc thỉnh thoảng cô bé quẳng một cái nhìn bực tức về phía ron Ron thì hoàn toàn chẳng để ý gì đến cô bé. Pavati ngồi xuống bên cạnh Harry, cũng khoanh tay tréo chân lại. Nhưng chỉ trong vài phút là cô nàng được một chàng trai trong đoàn trường Barton đến mời nhảy. Pavati nói, bạn không phiền lòng với Harry. Harry lúc ấy đang theo dõi Cedric và Joe ngơ ngác hỏi lại, cái gì? Pavati ngắt lời, ôi, không có chi. Và cô nàng nguyên ngoại bỏ đi ra sàn nhảy với anh chàng Barton. Khi bản nhạc kết thúc, Parvati cũng không quay lại. Harmony đến ngồi xuống cái ghế bỏ trống của Parvati bên cạnh Harry. Gương mặt cô bé hơi hồng lên do khiêu vũ. Harry nói, Chào. Ron không nói gì hết. Harmony phe phẩy tay để tự quạt cho mình. Cô bé nói, Nóng quá ha, anh Victor vừa đi lấy thức uống. Ron liếc nhìn Harmony một cách khinh miệt. Nó nói, Anh Victor, ảnh chưa kêu bồ gọi là cưng Vicky sao? Harmony nhìn Ron ngạc nhiên, cô bé hỏi. Có chuyện gì vậy Ron? Ron nói một cách gay gắt. Nếu bồ không biết thì để tôi nói cho mà biết. Harmony trố mắt nhìn Ron, rồi nhìn sang Harry. Nhưng Harry nhún vai ra vẻ không hiểu gì cả. Ron, cái gì? Ron phun ra. Hắn đến từ Dumstrang, hắn đang đối chọi với Harry, chống lại Hogwarts, vậy mà bồ, bồ. Rõ ràng là Ron đang loay quay tìm lời đủ mạnh để miêu tả tội lỗi của Harmony bồ bè đảng với kẻ thù bồ đang làm vậy đó miệng harmony há hốc ra một lát sau harmony nói đừng có ngu dữ vậy kẻ thù thiệt tình mà nói ai là cái người háo hức phấn khởi khi anh ta mới đến đây ai là cái người muốn xin chữ ký của anh ta ai là cái người đã giữ khư khư một bức tượng con của anh ta trong phòng ngủ hả ron quyết định lờ tịch mấy cái đó chắc là anh ta đã rủ bồ khi hai người cùng ở trong thư viện chứ gì Dệt màu hồng trên đôi má của Harmony càng ửng hồng hơn. Đúng vậy, thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Bồ tính rủ anh ta gia nhập mặt trận giải phóng gia tinh hả? Không, nếu bồ thiệt tình muốn biết thì tôi nói cho mà nghe. Anh ta, anh ta nói anh ta đến thư viện mỗi ngày là để tìm cách trò chuyện với tôi, nhưng anh ta không thể nào kiếm ra đủ can đảm. Harmony nói mấy lời đó rất nhanh và mặt mày đỏ bừng lên đến nỗi gương mặt cô bé có màu y hệt màu áo giấy của Pavati. Ron khó chịu nói. Chà, vậy ra, đó là anh ta nói đó hả? Và bồ cho điều đó có nghĩa là gì? Quá rõ đi chứ lại. Hắn là đệ tử của lão Kakarov, đúng không? Hắn biết bồ đang bồ bịch với. Hắn chỉ tìm cách tiếp cận Harry, tìm cách lấy thông tin của Harry, hay tìm cách đến đủ gần để trù ẻo bằng ấy. Harmony tỏ vẻ như thể Ron vừa mới tác cô bé một cái. Khi cô bé mở miệng ra nói thì giọng nói cô bé run run. Cho bồ biết anh ấy chưa hề hỏi tôi một điều gì về Harry, không một điều gì cả. Ron thay đổi lý luận như chồng chóng. Vậy thì anh ta đang hy vọng bồ sẽ giúp anh ta tìm ra ý nghĩa trong cái trứng của anh ta. Tôi chắc là bồ với anh ta đã chụm đầu với nhau trong cái phòng thư viện bé nhỏ ấm cúng đó. Harmony tức giận không thể tả nói to. Tôi không hề giúp anh ta về cái chuyện cái trứng, không bao giờ. Làm sao mà bồ có thể nói những lời như vậy chứ? Tôi muốn Harry thắng cuộc thi đấu tam pháp thuật này. Harry biết rõ điều đó, có không Harry? Ron vẫn chế nhạo. Vậy thì cái cách bày tỏ ý muốn đó của bồ khôi hài quá đi. Giọng Harmony càng nóng nảy. Toàn bộ cuộc thi đấu này là nhằm tạo ra sự hiểu biết và tình hữu nghị với các phù thủy và pháp sư ngoài quốc. Ron hét, không phải thi đấu là để chiến thắng. Người chung quanh quay lại ngó tụi nó chầm chầm. Harry nói nhỏ, Ron, mình chẳng thấy có vấn đề gì khi Harmony giao thiệp với Crum cả. Nhưng lờ cả Harry, Ron nói, tại sao bồ không đi tìm Vicky của bồ đi? Chắc là anh ta đang thắc mắc bồ ở đâu đấy. Đừng gọi anh ấy là Vicky. Harmony đứng bật dậy và đùng đùng đi băng qua sàn nhảy, biến mất trong đám đông. Ron nhìn theo Harmony với một vẻ mặt vừa tức tối vừa hả hê. Bạch mà hỏi. Rốt cuộc anh có mời em nhảy hay không chứ? Không. Ron đáp cục lốc, mắt vẫn nhìn theo sau Harmony. Bạc mà quạo, tốt cô bé đứng dậy chạy đi tới nhập bọn với Pavati cùng mấy anh chàng trường Purbaton đám đó kiếm ngay ra một anh chàng chưa có bạn nhảy để rủ nhập bọn nhanh chóng đến nỗi, Harry thề rằng chỉ có dùng bộ triệu tập mới hút được anh chàng nào đó đến nhanh như vậy một giọng nói chợt vang lên có thấy um Oni ở đâu không Crum vừa đi đến bàn của tụi nó tay cầm hai chai biber Ron ngước nhìn anh ta ngang bướng hỏi không biết, anh lạc mất cô ta rồi hả? Crum bèn lấy lại vẻ cấu kỉnh mọi khi. Vậy, nếu cậu thấy cô ấy, làm ơn nói với cô ấy là tôi đã lấy được thức uống rồi. Nói xong anh ta lừng lững bước đi. Percy lăn xăng chạy tới, xoa hai tay vào nhau, cực kỳ vinh gian. Em kết bạn với Victor Crum rồi hả Ron? Xuất sắc. Đó là toàn bộ điểm then chốt của sự, em biết đó, sự hợp tác pháp thuật quốc tế. Harry đau khổ thấy Percy ngồi vô chỗ bỏ trống của bạc ma. Bằng đầu bây giờ trống trơn. Giáo sư Dumbledore thì khiêu vũ với giáo sư Sprout. Ông Ludo Bachman thì nhảy với giáo sư McGonagall. Bà Maxim và lão Harris thì đang lạ lướt một điệu van vòng quanh sàn nhảy, lướt qua đám học sinh. Và ông Kakarov thì không thấy mặt mũi đâu cả. Khi bài hát tiếp theo chấm dứt, mọi người lại nồng nhiệt vỗ tay một lần nữa. Harry nhìn thấy ông Ludo Bachman hôn bằng tay giáo sư McGonagall và mở đường đi xuyên qua đám đông. Đúng lúc đó, Fred và George sắp lại gần ông ta. Percy nhìn Fred và George một cách nghi ngờ. Anh nói rít lên. Bọn chúng tưởng chúng đang làm gì kia chứ, dám quấy rầy một nhân chức cao cấp của bộ pháp thuật, không tồn kính gì cả. Tuy nhiên, ông Ludo bắt tay Fred và George khá nhanh, vừa nhìn thấy Harry, ông dậy tay và đi tới bàn của tụi nó. Percy nói ngay, Thưa ông Batman, tôi mong là hai đứa em tôi không làm phiền ông. Ông Batman nói, cái gì? À không không, không có phiền hà gì hết. Không, hai đứa đó chỉ nói cho tôi biết thêm về những cây đủ phép giải danh của chúng. Chúng thắc mắc không biết tôi có thể giúp chúng dài lời khuyên về việc tiếp thị không. Tôi đã hứa sẽ giúp chúng tiếp xúc với mấy tay đầu mối của tôi ở tiệm giỡn của Zonko. Percy không tỏ ra vui mừng gì ráo về chuyện này và Harry sẵn sàng đánh cá là Percy sẽ lật đật kể ngay cho bà Wesley về chuyện này ngay khi anh ta vừa về đến nhà. Có thể thấy rõ là những kế hoạch của Fred và George về sau này đã có nhiều tham vọng hơn khi tụi nó hy vọng bán phát minh của tụi nó cho công chúng. Ông Batman mở miệng hỏi Harry điều gì đó nhưng Percy cố tránh sự chú ý của ông. Thưa ông Batman, ông thấy cuộc thi đấu diễn ra như thế nào? Bộ của chúng tôi rất hài lòng. Cú bất ngờ của chiếc cốc lửa anh liếc qua Harry. Dĩ nhiên là một rủi ro nho nhỏ, nhưng dường như từ đó mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ông có nghĩ vậy không? Ông bạc nói một cách vui vẻ. À, có chứ, thiệt là vui hết chỗ nói. Lão già party ra sao rồi hả? Lão không đến được thì thiệt là dở. Percy long trọng nói. Ồ, tôi chắc chắn là không bao lâu nữa ông Crouch sẽ khỏe lên và đến thôi. Nhưng trong lúc này đây, tôi sẵn lòng gánh vác cho mấy. Dĩ nhiên, không chỉ mỗi việc tham dự tiệc tùng. Percy cười mơ hồ nói tiếp. Dân, không, tôi còn phải giải quyết đủ loại công việc phát sinh khi đón mặt ông ấy. Ông có nghe chuyện Ali Bashir vừa bị bắt vì tội chuyển lầu hàng hóa là những tấm thảm bay từ ngoài vào trong nước không? Và dạ rồi chúng tôi còn phải cố gắng thuyết phục những người Transylvania kiếp vào một bộ luật quốc tế cấm thách đấu tay đôi. Tôi lại còn phải họp với lãnh đạo bộ hợp tác pháp thuật của họ trong một năm mới. Ron Rury với Harry Tụi mình đi chỗ khác chơi, tránh xa là Percy hợm hỉnh này đi. Harry và Ron bèn giả vờ như đi kiếm thêm nước uống, tụi nó lĩnh khỏi bàn, đi vòng quanh sàn nhảy và chuồn ra ngoài tiền sảnh. Cửa trước vẫn còn mở và ánh sáng thần tiên chấp giới trong khu vườn hồng vẫn nhấp nháy lấp lánh. Ron và Harry đi xuống những bậc thềm của tòa lâu đài và nhận thấy tụi nó vừa lọt qua giữa những bụi cây, những lối đi quanh co được trang hoàng lộng lẫy và những bức tường đá to lớn uy nghi Harry nghe tiếng nước phun như thể có một hồ phun nước trong giường. Rải rác đó đây, học trò ngồi trên những băng ghế chạm trổ. Harry và Ron bắt đầu đi dọc theo một trong những con đường nhỏ quanh co xuyên qua những bụi hoa hồng. Nhưng tụi nó chỉ mới đi được một đoạn ngắn thì nghe một giọng nói quen thuộc khó ưa. Không thấy có gì đáng phải rối rích lên ông Igor à. Giọng của ông Kakarov nghe có vẻ lo lắng và cố kìm nén như thể cố tình không để cho ai nghe lọt tai. Anh Severus à, anh không thể giải bơ như chuyện này không hề xảy ra. Nó đã trở nên ngày càng rõ ràng hơn sau mấy tháng rồng. Tôi đang thực sự lo lắng, tôi không thể chối bỏ răng. Giọng thầy Snap cục lốc. Vậy thì bỏ chạy, cứ bỏ chạy, tôi sẽ kiếm cớ giùm cho ông. Nhưng còn tôi thì tôi vẫn ở lại Hogwarts. Thầy Snap và ông Kakarov đi vòng qua một góc giường. Thầy Snap đang cầm cây đồ phép dơ lên để vẹt những bụi hồng ra vẻ mặt của ổng cấu kỉnh chưa từng thấy một cô bé chạy ngang qua mặt thầy thầy bèn quát cho forset trừ nhà gravenclaw mười điểm một thằng bé chạy đuổi theo sau cô bé vừa trở tới cũng lạnh đủ thầy snap quát luôn và trừ mười điểm nhà hufflepuff cho stevens Vừa lúc đó thầy nhắc thấy Harry và đang đi trên lối mòn trước mặt thầy hỏi luôn còn hai trò đang làm gì đó Harry thấy ông Kakarov có vẻ hơi bối rối khi thấy hai đứa nó đứng đó. Ông đưa tay bồm chồn vuốt chòm râu dê và ông bắt đầu xoắn râu quanh ngón tay của ông. Ron đáp gọn. Chúng con đi dạo, nhưng vậy có phạm nội quy không? Thầy Snap gầm gừ. Vậy thì cứ tiếp tục đi dạo. Thầy gạt tụi nó ra, bước qua mặt chúng. Tấm áo trùm dài màu đen của thầy cuộn sóng phía sau lưng. Ông Kakarov vội dã bước theo sau thầy Snap. Harry và Ron tiếp tục đi xuống con đường nhỏ, Ron lẩm bẩm. Cái gì mà khiến cho lão Kakarov lo lắng dữ vậy? Harry cũng chậm rãi thắc mắc. Và từ bao giờ mà hai người đó trở thành bạn bè mày tao chi tớ thế nhỉ? Bây giờ tụi nó đã đi tới một con tuần lộc đá bự chần dần. Nước phun bắn lên tung tóe trên đầu tượng đá thành một giòi phun nước cao ngất. Tụi nó lại thấy có hai bóng người khổng lồ ngồi trên băng ghế đá ngắm nước phun dưới ánh trăng. Và rồi Harry nghe tiếng lão Harry nói, giọng của lão nghe ồ ồ khác thường giây phút mà anh nhìn thấy em anh đã biết harry và ron sững chân không biết tại sao nhưng tụi nó cảm thấy đây không thuộc vào loại chuyện mà tụi nó nên xíu vô harry nhìn quanh lùi lại trên lối đi và nhìn thấy fleur Delacour la Cour và roger davis đang đứng lấp ló gần bụi hoa hồng nó vỗ nhẹ lên vai ron và hất đầu về phía hai người kia ngụ ý là tụi nó có thể lẻn đi chỗ khác bằng con đường phía đó mà không lo bị để ý Harry cho là Fleur và Davies quá bận biểu với nhau đến nỗi không để ý đến tụi nó đâu. Nhưng Ron vừa thấy Fleur là hai mắt nó mở to khiếp đảm, đầu lắc ngoài ngoại và nó kéo Harry lùi sâu vào vùng bóng râm của con tuần lộc trốn trong đó. Bà Maxim nói giọng hơi rè, anh biết gì hả anh Harry? Harry dứt khoát là không muốn nghe cuộc trò chuyện này. Nó biết lão Harry sẽ rất ghét bị nghe lén trong tình huống như vậy chắc chắn nếu là nó thì nó cũng ghét luôn nếu có thể được thì nó sẽ nhét ngón tay vô lỗ tai và ngâm nga ầm ì nhưng đó không phải là chuyện muốn làm là được theo vì vậy harry cố gắng chú tâm vô một con bọ hung đang bò dọc theo lưng của con tuần độc đá nhưng con bọ hung không đủ hấp dẫn để thu hút hết tâm trí của harry để nó khỏi nghe lọt tai những lời nói tiếp theo của lão Harris anh biết biết là em cũng giống anh tại ba hay tại má em vậy Em không hiểu anh nói gì, anh Harris à. Lão Harris lặng lẽ nói. Anh thì tại má anh, bà là một trong những người cuối cùng thuộc chủng tộc ấy ở nước Anh. Dĩ nhiên anh không nhớ rõ bà lắm. Em biết không, bà bỏ đi, khi mới lên ba. Bà không thuộc loài người thực sự giàu tình mẫu tử. Ờ, cái đó không có trong bản chất của họ, phải không? Không biết chuyện gì đã xảy ra cho bà ấy. Anh chỉ biết là bà có thể đã chết. Bà Maxim không nói gì hết. Và Harry bất chấp ý đồ tử tế ban đầu đã thôi ngó con bò hung mà ngước mắt nhìn lên chóp sừng của con tuần lộc đá mà lắng nghe. Trước đây Harry chưa từng nghe lão Harry tâm sự về thời niên thiếu của lão. Ba anh đã tan nát cõi lòng khi má anh bỏ đi. Ba anh thuộc loài người quê kịch nhỏ con. Hồi anh lên sáu anh đã có thể nhấc bổng ba anh đặt ông lên đầu tủ nếu ông làm anh giận. Anh hay làm ổng cười đã đời. Giọng trầm lắng của lão Harry chợt quà vỡ. Bà Maxim lắng nghe bất động, mắt đăm đăm nhìn vào phun nước óng ánh sắc bạc. Ba nuôi anh lớn nhưng rồi ba chết, dĩ nhiên. Chỉ sau khi anh bắt đầu đi học, rồi từ đó anh lụi thủ một mình tự lo thân. Cụ Dumbledore giúp đỡ anh nhiều lắm, rất tử tế với anh, cô ấy. Lão Harry rút ra một cái khăn tay to bằng lụa lốm đốm và hỉ mũi rột rẹt. Vậy đó, dù sao, đủ về phần anh rồi đó, còn em thì sao? em giống bên ba hay bên má? Nhưng bà Maxim bỗng nhiên đứng dậy, bà nói. Trời trở lạnh rồi. Nhưng cho dù thời tiết có trở chứng như thế nào, thì cũng chẳng có đâu mà lạnh đột ngột như giọng nói của bà. Tôi nghĩ là tôi phải đi đây. Lão Harris nghe ra. Hả? Đừng, đừng đi. Anh chưa từng, chưa từng gặp một người nào khác trước đây. Giọng của bà Maxim vẫn lạnh như băng. Cụ thể là một người gì khác, giá mà harry có thể nói với lão harry tốt nhất là đừng trả lời nhưng nó đứng đó khuất trong bóng tối nghiến hai hàm răng lại hy vọng một cách vô vọng là lão harry đừng nói nhưng chẳng đựng tích sự gì lão harry nói dĩ nhiên là một người lai khổng lồ bà maxim rít lên the thé sao anh dám nói thế hả giọng của bà maxim bùng nổ trong làn khí đêm yên tĩnh nghe như tiếng còi báo động Harry nghe đằng sau nó, Fleur và Davis bật té khỏi bụi hoa hồng. Tôi chưa bao giờ bị xúc phạm đến thế trong đời tôi. Người lai khổng lồ hả? Tôi ý hả? Tôi chỉ có xương hơi to mà thôi. Bà đùng đùng bỏ đi. Từng bay tiết nữ đủ màu sắc bay lên không trung khi bà giận dữ, đẹp những lùm cây đi ngang qua chúng. Lão Harry vẫn còn ngồi trơ trên băng ghế, đầm đầm ngó theo bà Maxim. Trời quá tối nên không thể thấy được vẻ mặt lão Harry ra sao, rồi chừng một phút sau lão đứng dậy và sải bước bỏ đi không trở về tòa lâu đài mà đi qua sân trường về phía căn chòi của mình harry nói rất lặng lẽ với ron thôi tụi mình đi thôi nhưng ron không nhúc nhích harry nhìn ron ngạc nhiên có chuyện gì vậy ron ngoái nhìn lại harry vẻ mặt nó thiệt tình là nghiêm trọng bồ có biết không về chuyện bác harry là người lai khổng lồ đó Harry nhún vai. Không, rồi sao chứ? Căn cứ vào cái nhìn mà Ron vừa ném cho nó, Harry biết ngay rằng nó một lần nữa lại để lộ ra cái sự dốt nát của nó về thế giới phù thủy. Harry được gia đình Dursley nuôi dưỡng, nên chẳng có mấy điều mà giới phù thủy coi trọng lại được Harry quan tâm một cách đúng mức. Nhưng trong những năm gần đây, nó càng ngày càng bất bận ngỡ hơn. Tuy nhiên lúc này, nó có thể nói là hầu hết các phù thủy sẽ không ai đi hỏi ngớ ngẩn rồi sao chứ, khi phát hiện ra rằng một trong những người bạn của mình là con của một bà khổng lồ ron nói nhỏ vô trong lâu đài mình sẽ giải thích đi fleur và davis đã biến mất có lẽ chui vào một lùm cây nào đó kín đáo hơn harry và ron trở về đại sảnh đường bhavati và Padma giờ đây đang ngồi ở một cái bàn đằng xa với một đám nam sinh trường pupatun và Harmony thì lại nhảy với crum Harry và Ron ngồi xuống bên một cái bàn đã được dọn xa khỏi sàn nhảy. Harry hỏi Ron ngay, sao, người khổng lồ thì có làm sao? Ron dứt giả lừa lời, à, họ, họ không tốt lắm. Ron dùng chữ hơi miễn cưỡng, Harry nói, ai nói, bác Harry đâu có gì là không tốt. Ron lắc đầu nói, mình biết là không có gì, nhưng mèn ơi, hèn gì bác ấy giữ bí mật, mình cứ tưởng bác ấy bị lầm phải bùa phình to hồi còn nhỏ, hay bị sau đó mà phát tướng quá cỡ, chứ đâu già. Bác ấy đâu có thích nói tới chuyện đó. Harry nói, nhưng mà nếu má của bác ấy là người khổng lồ thì có sao cơ chứ? Ron nói chậm rãi. Ờ, à, người nào biết bác ấy rồi thì chẳng bận tâm đâu, bởi vì họ đã biết bác ấy không nguy hiểm. Nhưng Harry à, những người khổng lồ ấy, họ ác độc lắm. Như bác Harry nói đó, cái đó thuộc về bản chất của họ họ giống như những con quỷ khổng lồ vậy thích giết chóc ai cũng biết chuyện đó nhưng dù sao thì bây giờ cũng không còn mấy người khổng lồ ở nước anh nữa chuyện gì đã xảy ra cho họ vậy à phần là do họ chết dần đi phần thì bị các thần sáng giết ráo tuy nhiên cũng còn một số người khổng lồ ở nước ngoài họ chủ yếu trốn trên núi harry nhìn bà maxim ngồi một mình ở bàn giám khảo trông rất ư sầu thảm nó nói mình không biết là bà Maxim nghĩ là bà đánh lừa được ai. Nếu như bác Harris là một người lai khổng lồ thì nhất định bà cũng vậy. Chứ xương to chỉ có con khủng long mới có xương to hơn bà ấy mà thôi. Suốt phần còn lại của đêm dạy vũ, Harry và Ron ngồi ở một góc sảnh đường mà nói chuyện về người khổng lồ. Chẳng đứa nào mang đến chuyện nhảy nhót nữa. Harry cố gắng không nhìn Joe và Cedric nhiều quá. Cứ nhìn thấy họ là nó lại nổi cơn muốn đá cái gì đó một cái khi ban nhạc quái tỉ muội ngừng chơi vào lúc nửa đêm mọi người tặng họ một tràng vỗ tay gian dội cuối cùng rồi ung ung kéo ra thiền sảnh nhiều người bày tỏ ước muốn là đêm dạ vũ có thể được kéo dài thêm nữa nhưng harry thì thấy hoàn toàn hạnh phúc khi được đi vào phòng ngủ theo như cảm nghĩ của nó thì đêm dạ vũ cũng chẳng có gì là vui lắm ở ngoài thiên sảnh harry và ron thấy harmony đang tạm biệt rum trước khi anh ta quay trở về tàu đêm Cô bé lạnh lùng nhìn Ron và bước nhanh qua mặt Ron không nói một lời bỏ đi lên cầu thang cẩm thạch Harry và Ron đi theo bước Harmony nhưng lên được nửa chân cầu thang thì Harry nghe tiếng gọi Ê Harry Chính là Cedric Diggory Harry có thể nhìn thấy Joe đang đứng đợi Cedric trong tiền sảnh phía trước dưới thềm cầu thang Cedric chạy lên cầu thang để gặp Harry nhưng Harry lạnh lùng hỏi Gì? Serik có vẻ như không muốn nói khi có mặt ron ron nhún vai có vẻ đổ quậu tiếp tục leo tiếp lên cầu thang khi ron đi khuất rồi Serik hạ thấp giọng nghe đây anh đã nợ em một lần khi em nói cho anh biết giờ rồng em có biết gì về cái trứng vàng đó chưa nó có khóc la khi em mở nó ra không harry nói có ừ tắm đi nha cái gì đi tắm và dạ, ờ đem theo cái trứng và hâm nóng các thứ lên trong nước nóng, nó sẽ giúp em suy nghĩ. Tin anh đi. Harry trở mắt nhìn Cedric. Cedric nói, để anh nói cho em biết, dùng phòng tắm của các quân trưởng ấy, cửa thứ tư tính từ bên trái bức tượng Boris Ngố ở trên tầng lầu năm. Mật khẩu là tươi như cây thông. Anh phải đi đây, anh muốn chúc em ngủ ngon. Anh nhuyễn miệng cười với Harry rồi lại hối hả chạy trở xuống cầu thang để gặp Joe. Harry trở về tháp Gryffindor một mình. Lời khuyên đó nghe thiệt là kỳ quái vô cùng. Tại sao đi tắm lại có thể giúp nó tìm ra được ý nghĩa của cái trứng vàng đụng tới là khóc la ấy? Cedric đã mở cái trứng quản ra rồi ư? Liệu Cedric có định chơi khăm Harry để làm cho nó giống như một thằng ngu không? Để cho Joe so sánh mà thích anh ta nhiều hơn nữa? Bà béo và bà bạn Violet đang ngáy khò khò trong bức tranh che bít cái lỗ rạp vào. Harry phải gào lên, ánh sáng thần tiên mới đánh thức được họ. Và khi bị đánh thức thì họ cực kỳ tức tối. Harry treo qua lỗ chân dung, thấy Harmony và Ron đang cãi nhau chí chóe. Hai đứa đứng cách nhau ba thước, gào quát vào nhau, mặt đứa nào cũng tím lệm. Harmony hét toán. Ừ, nếu bạn không thích thì bạn biết phải giải pháp là gì chứ hả? Mái tóc của cô bé lúc này đã tuột xuống khỏi cái búi thanh lịch và gương mặt cô bé nhăn nhúm lại vì tức giận. Ron hét trả. Giải pháp gì hả? Lần sau mà có vụ hội nữa thì hãy mời tôi trước khi có người khác làm chuyện đó, chứ đừng dắt chợ không xong rồi vất dắt, dắt tôi. Harmony quay gót bước đùng đùng lên cầu thang dẫn về phòng ngủ của nữ sinh. Còn Ron thì đứng há hốc miệng mà không thốt được một lời nào, y như con cá vàng bị văng ra khỏi nước. Nó quay lại nhìn thấy Harry, trông nó như thể bị sét đánh lấp ba lấp bắp. Cái cái đó chứng tỏ hoàn toàn trực chia. Harry không nói gì. Nó vẫn thích giờ phe với Ron, nên ngay lúc này thì nó không muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng thật tình thì nó thấy Harmony có lý hơn Ron.